Cô đã nhìn được thấy rồi sao? Cũng đủ để có thể đi quanh thành phố. Tôi có thể thấy anh đang đứng ở đó. Sao chuyện này lại có thể xảy ra? Hôm nay, dưới mảnh đất trống, tôi được nhìn thấy anh mình vào lần đầu tiên sau 10 năm. Chấp nhận việc tôi vẫn mù. Và anh ấy thì đã bị sát hại. Khi mà tôi chạm vào cơ thể lạnh lẽo của anh ấy, có điều gì thay đổi trong mắt tôi. Có một ánh sáng nào đó đã đến với đôi mắt. Chuyện đó thậm chí có thể xảy ra sao? Dù tôi có cố gắng dí sát vào mặt anh ấy thì tôi cũng không thể nhìn ra rõ ràng. Điều mà tôi biết là anh ấy đã bị tra tấn một cách dã man. Chính bọn giang hồ gia đình nhà Dojima đã giết chết anh trai tôi. Chỉ vì một mảnh đất bẩn thỉu. Không đời nào. Cô đừng có xuống đó và trả thù, đừng có tuyệt vọng về điều đó. Tình thế thay đổi rồi. Sếp của tôi không muốn cố gắng giết cô nữa đâu. Ông ấy cũng không muốn làm đau cô. Tất cả những gì ông ấy muốn chỉ là mua mảnh đất đó từ cô. Nếu như cô giao trách nhiệm đó cho ông ấy, thì không có ai có bất cứ lý do gì để làm phiền cô nữa. Đừng có lo, tôi luôn bên cạnh cô mà. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn giữ cho cô an toàn. An toàn của tôi chả có ý nghĩa gì cả. Có một điều tôi cần phải làm, dù có sống hay chết. Nếu anh thực sự muốn giúp tôi, vậy hãy giúp tôi đi. Anh trai tôi bị giang hồ giết, kẻ gây ra là những kẻ đang theo đuổi mảnh đất trống. Đó là ba đội phó của nhà Dojima. Và Sohei Dojima. Vậy cô yêu cầu tôi giết họ à? Tôi sẽ trả hậu hĩnh cho anh. 1 tỷ có đủ không? Anh đã đồng ý giết tôi một lần, đúng không? Vậy hãy làm ơn, giết bọn họ đi. Tôi biết tận sâu bên trong trái tim mình lý do tại sao tôi và anh trai lại được sum họp với nhau. Giờ thì anh ấy đi rồi. Có nghĩa là anh ấy muốn tôi trả thù cho anh ấy, đúng không? Nó không phải là con người của cô. Tôi không thể tưởng tượng được anh trai của cô lại là người như thế. Khoan đã. Để tôi đi. Giờ một mình tôi là ổn rồi. Makoto. Để tôi yên. Này, muốn đi ăn takoyaki không? Gì cơ? Takoyaki ấy. Nếu mà cô vẫn muốn tôi đi sau khi ăn xong, thì tôi sẽ đi. Anh nghĩ là tôi lại bị thái quá bởi chỉ vì tôi lại đang đói à? Vậy câu trả lời là không sao. Tôi không có ý nói thế. Nhưng sau khi chúng ta ăn xong, hãy để tôi tự lo cho bản thân mình nhé. Chúng ta sẽ nói chuyện này trong lúc ăn uống nhé. Chúng ta thực sự sẽ đi mua chút đồ ăn à? Takoyaki ý. Đờ mờ đúng là như thế, đi thôi.
Cô ấy bảo là cô ấy ở một mình vẫn ổn, nhưng mắt cô ấy lại kể một câu chuyện khác hoàn toàn. Mình nghĩ cứ đi từ từ cho cô ấy đi theo. Được rồi, đi nào. Đi cẩn thận nhé. Mắt cô vẫn chưa tốt để nhìn mọi thứ đúng không? Tôi bất ngờ vì cô có thể đi loanh quanh thành phố như thế. Cô tự vấp ngã rồi đứng lên à? Tôi ổn. Tối nay ở đây sao lạnh thế nhỉ? Tôi còn nghĩ có tuyết rơi cơ. 50%, họ bảo vậy. Đó là cơ hội có tuyết, tôi nghe được trên bản tin dự báo thời tiết. Thảo nào mà lại lạnh đến vậy. Vậy, chúng ta nên di chuyển tiếp thôi. Ô, tôi ngửi thấy mùi takoyaki. Chuyện quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy? Có chuyện gì không ổn hả? Giống như kiểu triệu con người ngày hôm nay quyết định ăn takoyaki vào tối nay vậy. Vậy sao? À, thực ra, vừa nãy tôi nghĩ tôi đã đi qua một chiếc xe đẩy thức ăn. Cái gì? Là xe takoyaki à? Tôi nghĩ thế, vì tôi ngửi theo mũi thì là đúng như vậy. Nó ở đâu? Chắc nó ở khu quảng trường. Tôi nghĩ thế, nơi đó có rất nhiều tòa nhà to ở xung quanh. Nếu mà xung quanh đây thì rất có thể đấy là quảng trường nhà hát. Được rồi, ít ra chúng ta cũng nên ghé qua đó xem sao. Cảm ơn anh. Vì đã đi thật chậm. Được, không vấn đề. Đàn ông đôi khi cũng thấy mệt mỏi vì chạy đi khắp nơi mà. Dù sao cô vẫn phải đảm bảo ở gần tôi đó. Được. Anh thực sự không định cho tôi ăn takoyaki à? Tôi có thể tự đi tìm một mình được. Xin lỗi vì mất thời gian một chút. Hãy cố gắng để rồi vừa ăn cái gì đó thật ngon và nóng hổi để cùng ngồi nói chuyện với nhau. Tôi hứa đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái xe bán hàng rong đấy chắc gần đây nè. Nó ở xung quanh đây thôi. Tôi đinh ninh là như vậy. Vậy sao? Thế để đi xung quanh đây xem sao. Bậc thang kìa, cẩn thận bước chân nhé. Mỗi thứ một loại làm ơn. Có ngay, có ngay. Nhanh lên làm ơn. Được, được thưa quý khách. Quả đúng là một người đàn ông. Rõ ràng là thế rồi. Anh ấy là người bảo vệ à? Nói ít thôi, nấu nhiều hơn đi, bà cô. Anh ấy là người bảo vệ à? Anh ấy đã trải qua rất nhiều thứ tệ hại để cứu mạng cháu. Cho tới giờ anh ấy vẫn đang cố giúp đỡ cháu à? Nếu không có anh ấy, cháu cũng chả thể nào tiến xa tới thế này. Cháu đoán là chúng chắc ngon lắm phải không ạ? À? Mùi của nó thơm quá ạ. À. Vậy sao? Bà thấy cháu đáng yêu quá cháu yêu. Bà sẽ bỏ thêm một ít miễn phí dành cho cháu. Thật ạ? À? Bà nói thật ạ? Cảm ơn anh nhé. Osaka có thể đã gặp phải đối thủ chống lại đó chính là Takoyaki tại Kamurocho Murocho rồi nhỉ? Ừ, tôi chỉ muốn cho cô thấy có nhiều thứ trên thế giới này, cô cần phải tìm tòi học hỏi cho bản thân mình thôi. Anh nói đúng. Vậy cô định trả thù nhà Dojima như thế nào? Tôi không thể kể cho anh nghe điều đó. Đừng có ngu ngốc như thế. Với cả, nếu ngay cả tôi có giúp cô làm việc đó, khi mà cô đã có ý định bật lại họ, thì gia đình sẽ không mũi lòng cho tới khi họ biến chuyện này thành biển lửa đâu. Và cuối cùng họ cũng có được cô thôi. Đến lúc đó, tôi cũng chả thể biết họ sẽ bắt đầu làm gì với cô nữa. Tôi bảo anh rồi, anh cứ để tôi lo cho bản thân mình. Tôi chỉ muốn cô suy nghĩ thấu đáo hơn chút. Làm tất cả mọi thứ mà cứ vội vàng như thế chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Tôi nói cho anh biết là tôi vẫn sẽ làm như vậy. Anh nghĩ sao về việc giúp đỡ tôi hay là không đều được? Anh nói kiểu thế để thay đổi suy nghĩ của tôi sao? Món takoyaki đấy ngon quá. Hả? Anh ăn nữa không? Lần này tôi sẽ đi mua. Cô ở đây đi, mắt cô vẫn chưa tốt lắm đâu. Tôi sẽ đi mua nó về đây. Vậy á, anh thật ngọt ngào. Tôi sẽ trở lại ngay, chờ ở đây nhé. Kính chào quý khách, hửng, anh là quý ông vừa nãy đúng không? Takoyaki của bà tuyệt cờ mờ nợ cú mèo, cho tôi thêm suất nữa. Vậy á, anh thật ngọt ngào,
Anh cứ lấy bao nhiêu mà anh muốn. Mật ong tôi thầu. Thật á, mọi thứ cứ như vừa nãy. Một suất bây giờ thôi nhé. Bà tốt bụng quá à. Tôi sẽ đến mua nữa vào một ngày khác. Cảm ơn bà nhé. Bất cứ lúc nào, yêu. Xong mình có món takoyaki nóng ở đây rồi. Giờ mình phải quay lại công viên đó trước khi món ăn nguội đi. Này anh bạn. Hả? Đưa takoyaki cho tôi đi. Ông đang nói cái gì đấy? Có một cô gái vừa đi khỏi đây có để lại cho anh một lời nhắn. Cái gì? Cô ấy bảo là không biết tên anh là gì, nhưng tôi cứ đưa lời nhắn này cho người nào cầm trên tay takoyaki. Cô ấy tên là Makoto. Nó có làm anh rung được dây thần kinh chung nào trong não không? Anh là thằng đó hả? Con khốn ngu đó. Ngày mai vào lúc 5 giờ, lên sân thượng ở trên mảnh đất trống. Cô ấy nói là như thế là đủ để anh hiểu rồi. Ngày mai 5 giờ, trên sân thượng đó. Cô ấy bảo là nếu tôi đưa tin nhắn cho anh thì anh sẽ đưa cho tôi takoyaki. Chật, ông cầm biến mẹ đi. Cảm ơn, anh bạn. Đến giờ đi gặp Makoto rồi. Chả hiểu sao tối qua cô ấy lại bỏ mình đi như vậy. Hẳn là cô ấy đã có một kế hoạch chứ không ai lại làm thế. Mình cũng không thể bỏ mặc cô ấy như vậy được. Mà dù cho có là bất cứ chuyện gì, nếu cô ấy muốn mình đến đó, mình sẽ đến đó. Makoto hẳn là đang đợi mình ở trên đó. Nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra thì mình phải giải quyết luôn vấn đề đó. Không có thời gian để ở đây nghỉ nữa. Mình phải lên bảo vệ cô ấy bằng mọi giá. Cô ở chỗ quái nào giờ này mới đến? Đó là điều tôi đang tự hỏi mình đấy, Makoto.
Chuyện quỷ gì thế? Các anh ở đội nào thế? Bọn tao từ nhà Shibusawa. Shibusawa sao? Bọn tao trả tiền thuê gia tộc Kijin với cái giá rất hời. Nhờ có mày mà bọn đó bay màu hết rồi. Vậy nên bọn tao phải gửi hết chúng về với đất. Chúng mày là bọn đã làm điều đó với Nishitania. Mày đã là một cái nhọt ở mông bọn tao từ rất lâu rồi. Bọn tao chưa xong với mày rồi. Bọn mày đã làm gì với Makoto? Cô ta đã tới chỗ sếp tao và nói rằng cô ấy muốn đưa mảnh đất đó vào tay ông ta. Bọn tao đã đón tiếp cô ta rất nồng hậu rồi. Cái gì? Tự cô ấy đi giao kèo cho Shibusawa sao? Cái đáng nhận ra rằng là mày bị bò đá hử. He, bây giờ sếp tao đang đưa cô ấy lên gặp trưởng lão của gia đình rồi. Để tao nói cho mày nghe, phụ nữ là một điều cực kỳ đáng sợ đấy. Cô ta thậm chí còn có hẳn một lối đi riêng. Kệ con mẹ mày ở đây vui ca hân hoan cùng bọn tao nè. Cô ấy bảo là cô ấy phát mệt vì mày cứ theo đuôi như một con chó vô chủ vậy. Cô ấy gặp Dojima ở đâu? Tao chả hiểu tại sao mày cần phải biết cái điều đấy. Vì cách mày rời đi được khỏi đây là nhảy từ đây xuống hoặc là nhảy vào thùng xốp. Cô ta cần tao ở đó. Gửi mấy thằng hề chúng mày đến đây là để thay cho thiệp mời đấy. Gì cơ? Giờ thì cô ấy ở đâu? Cô ấy đang ở đâu? Tao không thể. Nói nhanh, hoặc tao sẽ chuyển sang bạn khác. Xác mày lúc đấy thì đang lạnh đi, nhìn tao làm gì với bạn mày? Tao bảo nói ngay. Roppongi, tòa nhà Sebastian, trên sân thượng. Tòa nhà Sebastian ân mình phải tới đó. Bây giờ cô ấy chả bảo mình cô ấy có kế hoạch gì cả. Lên xe bắt đầu tính là 470 yên. Anh muốn đi đâu?
Lên xe, đi pa. Sếp à, Makoto Makimura, cô ấy tới đây rồi. Làm tốt lắm Shibusawa. Hãy nghe xem đội trưởng mới nói gì nào. Những người anh em của tôi là chất xúc tác cho việc này. Chắc chắn chúng ta phải cần những người anh em đây hỗ trợ rồi à. Cho tới nhiều năm nữa của gia đình Dojima. Vậy nói tôi nghe, Makimura-san, tôi hiểu rằng cô đang đề nghị để tôi cân nhắc về mảnh đất trống phải không? Ông có thể có mảnh đất. Một mảnh đất chết đó là thứ vô dụng đối với tôi. Ông ngoại cô để lại cô mảnh đất đó đấy. Cô không nên nói kiểu như vậy. Tôi chỉ có một điều kiện. 1 tỷ có đủ không? Không có khoản tiền làm tôi hứng thú. Tuy nhiên, ta đội phó đã tranh giành mảnh đất trống đó cho ông. Bọn họ phải chịu trách nhiệm về cái chết của anh trai tôi. Chủ tịch của công ty địa ốc Tachibana, anh ấy là anh trai tôi. Vậy sao? Cái đầu của ba bọn họ, tôi muốn ông xếp ngay trước mặt tôi, thư trưởng tộc nhà Dojima. Đó là cái giá của mảnh đất trống. Ê, hình như có ai đang lên kìa. Hử, chỉ có tên thôi à? Thằng quỷ nào thế? Majima sao? Chả phải đội nhà Shibusawa đã đi thủ tiêu anh ta rồi sao? Majima, đừng có tới gần. Tao không muốn nói chuyện với bọn ngu. Hử? Không có thời gian để phí với rác rưởi, tránh ra hoặc đổ máu do bọn mày chọn. Tao bảo bước sang một bên, bọn khốn. Makoto,
Chuyện quái gì thế? Chúng mày vừa làm gì vậy? Makoto. Tao sẽ tiễn tới thằng cuối cùng trong chúng mày, thẳng xuống tới cửa địa ngục. Không một ai được rời khỏi đây mà còn sống sót. Cô còn sống sao? Makoto, cô có nghe thấy tôi nói không? Gắn lên nhé. Này, cô có nhận ra tôi không? Nói gì đi, Makoto. Tôi xin lỗi. Makoto, tôi không làm được gì với bản thân vô dụng này.
tôi chỉ gây ra cho anh thêm rắc rối. Không, không phải thế đâu mà. Làm ơn, nghe này, cái đầu của ba người họ được xếp trước mặt tôi. Thưa trưởng tộc Dojima, đó là cái giá của tôi đặt ra cho mảnh đất trống. Cô muốn tôi mua mảnh đất của cô bằng đầu của những gã tội nghiệp này sao? Cô nghĩ là tôi sẽ ăn miếng bánh đấy sao? Thưa cô, nếu ông không chấp nhận lời đề nghị của tôi thì cũng được thôi. Đơn giản là tôi sẽ bán mảnh đất đó cho người khác. He, vậy à. Dù sao tôi cũng nhìn ra phương án đó rồi. Mảnh đất trống của cô có cái giá hơi quá cao rồi đấy. Có thể cô không nhận ra điều này, nhưng mảnh đó chỉ có giá trị nếu như có được tất cả những mảnh đất ở xung quanh đấy nữa, mà xung quanh đã bị mua hết rồi. Chả ai biết lý do vì sao cái mảnh đất trị gió đó lại ngồi ngay giữa trung tâm của thành phố, thậm chí ngay cả các quan chức nhà nước. Và sao? Và nếu nó vẫn không được giải tỏa, thì dự án tái sinh sẽ chuyển qua địa điểm khác. Cái gì? Vậy, vấn đề là nếu như dự án đó được chuyển đi chỗ khác, và người chủ đất mà có đưa ra yêu cầu như vậy, lỡ phải ra hầu tòa, tất cả chúng ta coi như hỏng bét. Khi bị phanh phui ra thì cả một dự án lớn cũng chìm xuống đấy. Nhưng, theo một góc nhìn khác, nếu người chủ đất không gây ra bất lợi, thì việc mua bán đã thuận lợi cho quan chức và giang hồ. Vào lúc này, người duy nhất có quyền đòi hỏi trên mảnh đất đó là cô, người mà vẫn còn đang được thở để đòi hỏi. Người của tôi đã đào sâu đến mức để đảm bảo chắc chắn nó diễn ra như đúng kịch bản. Phụ nữ và lũ trẻ con chúng mày phải biết, giang hồ không phải là đứa để chúng mày có thể đùa cợt. Tôi thật ngu ngốc và ngây thơ. Tôi tưởng có mảnh đất trống đó trong tay thì tôi có thể làm được điều này, vì đó là tất cả những gì mà tôi có. Tôi biết. Không sao đâu, tôi phải làm thế. Chết tiệt, làm ơn mà. Ai đó cứu cô ấy với. Mà gì mà xê ra. Chuyện gì vậy? Cô ấy bị bắn, mang cô ấy xuống lầu ngay. Chúng ta không thể để cô ấy chết. Bọn anh đưa cô ấy đi đâu? Bình tĩnh, anh cũng theo luôn đi. Nếu anh muốn giúp cô gái đó, tin tôi và hỏi ít thôi. Trừ khi anh vẫn muốn nghĩ anh có thể cứu cô ấy một mình. Makoto Makimura, alo alo alo. Đừng hẹo. Làm ơn đừng hẹo. Tôi sẽ làm mọi thứ, trả thù hay bất cứ thứ gì mà cô muốn. Vậy nên làm ơn. Làm ơn.